Wow. Mọi người ơi, bên cạnh em đây là một cái mặt đèn của dòng xe Mazda 3. Thì như mọi người có thể nhìn thấy, thì với những cái mặt đèn mà có bi cầu như thế này, bên trong là một quả bi cầu. Thì anh nào mà đang đi xe mà có bi cầu với kích thước bề mặt là 3 inch, muốn cải thiện ánh sáng zin thì đây sẽ là một giải pháp cực kỳ tuyệt vời. Một cái quả bi mà có kích thước bề mặt 3 inch như V20 Ultra này, khi mà lắp vào một cái dòng xe bi cầu là Mazda sẽ rất là dễ dàng, bởi vì cái mặt len là 3 inch thì Mazda 3 cũng là 3 inch dạng bi cầu. Về bên ngoài sẽ không thay đổi kết cấu, và hơn nữa khi mà chúng ta lái xe trên đường thì ánh sáng cải thiện hơn ánh sáng zin rất là nhiều lần. Không để mọi người phải chờ đợi lâu nữa, ngay bây giờ em xin mời mọi người cùng chiêm ngưỡng ánh sáng cốt pha của quả bi V20 Ultra này nha. Và ngay từ lần đầu tiên, ánh sáng cốt V20 Ultra cho ra một cái ánh sáng trải đều và mịn màng. Với khoảng cách chỗ em đang đứng đây và nơi bức tường ở đằng kia, khoảng cách là hơn 140 m, trải qua 2 đến 3 lớp đèn đường. Nhưng mà mọi người nhìn kỹ đi, ở phía cuối bức tường kia, đường cắt vẫn hiện lên rất là rõ và sắc nét. Điều này minh chứng là gì? Với 2 quả bi V20 Ultra đến từ thương hiệu X-Light đã cho ra một cái ánh sáng cốt rất là mạnh, rất là xa. Ở công suất cốt cho ra là 60W. Và cái đường cắt của quả bi này hiện lên rất là sắc nét, ánh lên một cái màu xanh rất là rõ ràng. Hơn nữa, đây là một cái quả bi mà có một cái bụng sáng rất là vuông. Với một cái ánh sáng trải đều ra hai bên như thế này, thì khi mà các bác tài lái xe ở những khu vực đường đèo quanh co, giúp cho chúng ta đánh lái cực kỳ là dễ dàng. Và việc tiếp theo, mời mọi người cùng chiêm ngưỡng của ánh sáng pha. Một cái ánh sáng pha khi mà bật lên đó, thì công suất là 70W. Thì ngay từ ánh sáng pha, thì khi mà pha lên, một cái ánh sáng pha cao đẩy tầm chiếu xa lên rất là nhiều. Mặc dù cái khoảng cách em đang đứng đây là một cái bức tường, cách đó khoảng 140 m thôi, nhưng khi mà ánh sáng pha này, đây là một cái điểm đến nhất định. Khi mà đem ra những cái đoạn đường dài vô tận, thì cái ánh sáng pha này nó sẽ phóng cái tầm chiếu xa lên từ 600 m đến 800 m. Chưa dừng lại ở đó, quả bi này lại còn được tích hợp tăm vàng. Thì khi mà một quả bi có được cái tăm vàng như thế này, trong những điều kiện thời tiết trời mưa, đường ướt, thì tấm vàng này lại là một cái điểm sáng giá, giúp cho các bác tài có được một cái ánh sáng bám đường hơn rất là nhiều. Và vì sao mà quả bi này có được một cái ánh sáng cực kỳ là hiệu quả như thế này? Bởi vì bên trong quả bi được cấu tạo là cấu hình 9+1+1 chip LED, tức nghĩa là ở chóa phản xạ chính. Khi mà ánh sáng cốt thì quả bi hoạt động 9 chip LED cho ra một cái công suất là 60W. Và khi mà bật ánh sáng pha lên thì với cấu hình 9+1+1, 2 chip LED phụ còn lại sẽ hoạt động hết công suất và đẩy ra một cái ánh sáng cực kỳ tốt. Có được một cái ánh sáng như thế này đòi hỏi là hệ thống tản nhiệt cũng phải thật sự mạnh mẽ để giúp cho quả bi này duy trì công suất lâu dài. Thì bên trong quả bi được cấu tạo hệ thống tản nhiệt là aluminum cao cấp. Không những vậy, ở phía sau quả bi lại được tích hợp một cái quạt tản nhiệt nữa. Đây là một loại quạt tản nhiệt có được một cái công suất quạt rất là mạnh, sẽ đẩy cái nhiệt lượng ra bên ngoài để mang đến cho quả bi của chúng ta một cái ánh sáng hiệu quả trong thời gian dài. Lợi thế của cái lens đến từ V20 Ultra này là một chiếc lens được phủ AR chống chói. Bởi vì sao em gọi là nó là an toàn? Khi mà có lớp AR chống chói rồi thì em hạ cái người mình xuống ngang như thế này, nhìn trực tiếp vào quả bi vẫn không hề thấy chói và thấy rất rõ những chi tiết quả bi. Chỉ khi mà em cố tình đặt cái đường cắt quả bi sát với ngay tầm mắt của mình đó, lúc này chúng ta mới bắt đầu cảm thấy chói. Thì khác với quả bi V20 9+1+1, thì đối với V20 Ultra sẽ cho ra nhiệt màu là 4800. Nó sẽ giúp cho cái quả bi này nó có được một cái nhiệt màu ngà vàng, nhưng đổi lại cái độ hoàng màu nó lên đến là 90%. Thì khi mà em chiếu lên những cái khu vực như là bóng cây nè, đó, mọi người có thể nhìn thấy không? Cái màu xanh của cái cây nó hiện lên như thế nào ở ban ngày. Thì ngay ban đêm đèn này chiếu vào nó giúp cho chúng ta quan sát gần như là rõ nét 100%. Không những vậy, thời gian bảo hành của quả bi này lên đến là 36 tháng. Trong suốt 3 năm các anh có thể hoàn toàn yên tâm về việc lắp quả đèn này lên. Và để có thể lắp được một quả bi này, và cũng giống như là để có được một cái chế độ hậu mãi tốt nhất của V20 Ultra đến từ thương hiệu X-Light, các anh có thể đến ngay những gara auto lớn như gara auto 365 hoặc là GTR Việt Nam. Đây là những gara auto lớn có thể giúp các anh dễ dàng nâng cấp quả bi này lên. Trong suốt thời gian sử dụng, mình vẫn luôn được hỗ trợ về việc nâng cấp ánh sáng như thế này. Và nếu như anh nào đang muốn nâng cấp ánh sáng, đặc biệt là các anh mà đang đi xe ô tô, những dòng xe mình có trước đó là bi cầu, thì có thể cân nhắc đến quả bi này. Một trong những quả bi mà chúng ta có thể lắp đa dạng trên các dòng xe, mang đến ánh sáng tốt hơn, cải thiện ánh sáng zin, lái xe đường đêm an toàn. V20 Ultra chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn mà các anh không thể bỏ lỡ. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.